Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Helen. Nếu các bạn lần đầu tới đây thì xin chào, mình là Helen. Mình làm video về makeup, thời trang và du lịch. Hy vọng các bạn có thể subscribe kênh channel của mình để chúng ta có thể cùng chia sẻ niềm đam mê với nhau. Các bạn cũng có thể tìm thấy mình trên Instagram và Facebook. Mình sẽ rất vui được các bạn và tất cả mọi người. Cuối năm là mùa lễ hội, cho nên chúng ta sẽ tất bật với nhiều bữa tiệc nè, Christmas party nè, New Year party nè. Cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái video về mix and match để chia sẻ với các bạn một vài outfit idea để các bạn có những bữa tiệc vừa vui vẻ mà cũng thật là xinh đẹp. Cũng nhân dịp Christmas và New Year, mình chúc các bạn có một Giáng sinh và năm mới thật là vui vẻ nha. Bây giờ thì mời xem video. Video mình tới đây là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn enjoy khi xem video của mình. Gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye.